Trường quen cho sạch và xanh. Hey. Xanh đâu mà sao không thấy, thấy càng ngày càng dơ. Gì bà nội? Cái chuyện gì? Có chuyện gì? Cái gì vậy bà nội? Bà nói đi. Có chuyện gì bà nói đi. Cho mượn xe đi. Đâu hả? Đi khách phim, đi thử vai. Trời ơi. Nói bà mà suốt ngày á, đồ đạc không thấy suốt ngày đi mượn đồ người ta. Chính xác. Mực lắm á, mà cho bà mượn á. Nè. Bà cho mượn luôn hả? Đi xe gì không cười vui vậy? Quên nữa. Gì? Xe gì vậy? Trời ơi, giống như chậm nhịp vậy cơ. Ở xe đạp điện màu hồng đó má. Trời ơi, giờ này trễ giờ đi xe đạp điện. Tôi đẹp vậy đi xe đạp điện ai coi? Nó nghe nè. Cờ dại quá. Bây giờ bà biết hot girl bán bánh tráng trộn không? Biết. Đẹp thì là đẹp luôn, biết hot girl bán nước mía không? Biết. Cũng là đẹp thì là đẹp luôn. Bây giờ bà đi xe đạp điện đi, ta kêu bà là hot girl có phong cách. Dễ thương lắm, rất là nhiều người mê. Đạp điện tin. Thiệt không? Dễ thương lắm. Đâu rồi? Ê, quá rồi. Ê, nó nghe. Sao rồi cưng? Tôi giải quyết xong chưa? Cho mượn cái đi. Cho Mỹ. Cảm ơn nha. Giải quyết xong nó cũng lấy xe chế vậy. Trời hay quá ha. Là người ta không muốn cho mượn mà nói sao cuối cùng nó cũng lấy à. Cho nó mượn đi mà. Có gì đâu, khó khăn lắm quá. Sợ luôn. Ê. Gì? Ngày hôm qua hai người có đi sinh nhật thầy Minh không? Trời ơi, mấy ông nội không cập nhật gì hết trơn vậy? Không cập nhật gì hết. Trời ơi, thầy Minh bây giờ ngày hôm qua là không gặp chuyện gì, hôn mê sâu rồi sinh nhật gì nữa. Chính xác. Hôn mê sâu rồi à? Trời ơi, mừng quá. Nó nghe nè. Trời ơi, tôi á, ngày hôm qua tôi về là tôi suy nghĩ, tôi đắn đo, tôi suy nghĩ lý do tại sao thầy Minh mới vừa gặp mình, mới la mình đó mà bị hôn mê. Tôi nghĩ ra hai lý do liền. Lý do gì? Thứ nhất là thầy Minh phải gặp một cái chuyện gì đó khủng khiếp lắm. Đúng rồi. Thứ hai là phải có ai đó muốn ám hại thầy cho nên thầy mới bị như vậy. Chính xác rồi. Đúng không? Đúng không? Thầy Minh rất là hiền, rất là tội nghiệp mà ai nữa ám sát thầy. Ông hề chứ nha, không dám hiền đâu nha. Trời xin lỗi à. Ông mà hiền. Ông chúa. Không được mé thầy nha. Mé là tôi chối bay cho biên. Mẹ tôi bé là hiền. Nói cho nghe nè, thầy Minh á, gọi là dữ thì không dữ đâu, mà hiền thì cũng không hiền đó. Bởi vậy á, có nhiều người á không có thích thầy Minh ở cái chỗ là thầy hay nhận quà lắm á. Thầy hay đòi quà. Ừ, thì đòi quà. Đòi quà dữ lắm. Thầy Minh. Cái gì vậy? Khoan. Sao? Cái vấn đề này tôi chưa nghĩ ra nha. Gì? Vấn đề gì? Mấy người có nhớ là hôm qua lúc mà thầy Minh la tụi mình không? Trong lớp mình không có thấy mặt của thằng Khoa với Mina. Đúng rồi. Sao không thấy vậy ta? Liên kết sự kiện vô nè, từ sau cái vụ mà nó thấy được cái lời nguyền á. Trời đất ơi, nó hay phán lắm. Thằng Khoa đó, nó phán đâu là trúng đó. Nó phán cái gì? Nó phán tôi 3 lần rồi. Lần nào lần nấy trúng hết trơn luôn. Thiệt không? Kể nghe. Ngồi xuống đi. Trời ơi, lần đầu ha, nó phán tôi. Hôm đó tôi nhớ tôi nhận xô mà. Tôi đi vô trường tôi gặp nó, nó phán tôi: "Ê, bạn không có đi xô được đâu. Hôm sau bạn sẽ ngủ dậy trễ mất xô." Rồi hôm sau ngủ dậy trễ mất xô thiệt luôn. Tại lỗi tài chế. Sao lỗi tài chế? Chứ ngủ quên. Tại sao chế ngủ quên? Em bệnh chế thức chế canh. Vậy lỗi tại ai? Lỗi tại em. Ực mặt xuống và khóc à. Ngoa. Trời ơi, lần thứ hai. Trời, tôi cũng nhận xô tiếp. Cái tôi gặp nó trong trường nó lại phán tôi: "Bạn không bao giờ mà nhận xô đó được đâu. Bạn sẽ bị gặp mưa bão hủy xô." Trời, hôm sau mưa bão tầm tã hủy xô luôn. Lỗi tại chế. Sao lỗi tại chế? Chế nhận xô nhằm ngày mưa bão. Cái xô đó ai nhận? Em nhận. Lỗi tại ai? Lỗi tại em. Ụp mặt xuống và khóc à. Ngoa. Rồi lần thứ ba là không phải như hai lần trước, lần này là nguy hiểm tới tánh mạng luôn. Ghê vậy. Trời ơi, hôm đó tôi mới đạp xe tới trường thôi. Trời ơi, nó ra ngay cổng trường, nó chỉ thẳng vô, nó cái hâm: "Thằng quỷ, hôm nay là mày xui nhất luôn, mày sẽ bị điện giật." Sao? Trời, cả ngày hôm đó tôi hoang mang. Trời, học hành mà không còn tâm trí đâu hết á. Cái hôm đó đi về tôi sợ quá, tôi đạp xe đạp điện, đạp như thường ngày. Cái tới đầu hẻm tôi dừng xe, bước xuống xe đạp điện. Ủa sao không chạy đi mà dắt xe chi hả? Tới đầu hẻm là dắt bộ như một thói quen. À, như một thói quen gì đó. Dắt quen vô rồi. Trời ơi, mới dắt vô sớm tôi thấy cả sớm tối thui. Hôm đó cái sớm cúp điện rồi. Trong lòng tôi nó vui cái tôi cười. Đúng rồi. Cúp điện lắm sao mà điện nó giật tôi được. Đúng rồi. Đang cười điện nó giật. Điện sao giật? Xe đạp điện giật. Xe đạp điện sao giật?
được. Tôi là người đầu tiên trên thế giới bị xe đạp điện giật. Trời ơi. Sao khóc vậy? Em à. Sao nó khóc vậy? Em à. Tại sao em lại khóc? Hai lần trước là lỗi của em, lần này là lỗi của định mệnh. Không có lỗi của em. Lỗi của định mệnh. Lỗi của em. Tại sao lại lỗi của em? Em đổi bình xe em qua bình xe chế. Mày bước ra đây. Trời ơi, mẹ mày. Ủa mẹ nó vậy? Mày bước ra đây. Cứu người. Mày đi ra. Mày đi ra. Cứu người đi, cứu người. Thấy hai thằng kia chưa? Bước ra đây. Quần pháp bất dị thân. Dạ. Sao chị? Mày nghĩ sao? Dạ. Mày nghĩ sao cái bình xe mày thì bỏ vô cái bình xe của chế. Để một hơi điện nó chứ ta đang thấy bà nội nó mắc ơi. Ai biết đâu. Có điện mà. Thôi coi như mình bỏ qua đi. Bỏ qua hết nè. Ok la. Ok la. Rồi thấy bà bỏ qua được luôn á. Dễ thương. Cái gì vậy? Chết cha. Tới giờ thằng Khoa nó vô lớp rồi. Tôi phải hẹn giờ hả? Đừng bao giờ mà để cho nó thấy tôi nha. Nó phán tôi là tôi chết thôi. Trốn ở đâu? Núp vô đây. Núp trong đó đi nè. Núp lát Khoa vô được. Đừng ai nói. Im lặng. Cái vụ gì? Anh bạn đâu? Sao gặp tôi hỏi anh tôi. Anh bạn đâu? Kiếp ảnh làm gì? Nói anh bạn, hôm nay phải tránh xa những vật màu đỏ. Tại sao? Bởi vì nếu đứng gần những vật màu đỏ, anh bạn sẽ bị điện giật. Trời ơi. Sao rồi? À mới nuốt mới điện. Trời ơi, nó phán ghê quá anh ơi. Thằng quỷ, mày nghĩ sao mày chưa, tao chưa ăn sáng mày. Mày vô mày phán tao ngay hết mới điện vậy. Chưa hết đâu. Ngày hôm nay bạn phải bị ít nhất ăn 3 cái tát. Mở đầu 3 cái tát ra. Tôi nghe sơ cũng hoang mang ha. Còn mày nghĩ sao vậy? Chế nói cho mày biết, chế sống trong trường này là coi như hòa đồng với tất cả mọi người. Đúng rồi. Không bao giờ có ai, các bạn học đâu ai có đi được tát đúng không? Mày nói đi, ai là người tát không? Đúng. Sao bạn tát mình? Giỡn mặt hả? Đua xe gì chạy, chút đẩy bộ thấy bà nội luôn à. Thôi, lấy xe tôi nè. Xe gì nữa đây? Xe đạp điện màu lam. Trời ơi, còn điện không? Yên tâm đi, tôi đổi bình xe tôi mua bình xe ổng rồi. Con nghiệp khốn nạn dễ sợ. Đáng một cái. Cái gì nữa vậy? Nghĩ sao mình đưa đổi bình cho nó tát chết thấy không? Em có biết đâu. Mày tát một cái rồi đó, bây giờ ai là người tát tôi cái thứ hai? Ai biết? Tức quá mà, để nó bắt đi. Sao bạn tắt tôi? Giỡn mặt hả? Đưa chìa khóa gì vậy? Nhầm, hậu đậu á, nhầm. Đây là chìa khóa nhà, chìa khóa xe đây nè. Nhầm, quên. Con em khúc nạn dễ sợ. Hai cái. Chế đang tự hỏi chế đâu có đưa sao nó tắt chế. Em đưa có hôn? Em đưa. Nhầm, mày hại chế hai lần rồi đó. Đâu có biết đâu. Thức quắc con quỷ. Mày nói mày bước lên mày tắt cái thứ ba đi con quỷ. Trời ơi. Bỏ đi bà. Bỏ gì mà bỏ? Hả? Ủa sao mày? Trời ơi. Ba cái. Tại sao bà tát tôi? Ông mới kêu. Nãy rồi kêu mà. Thôi kệ hết xui. À đủ rồi. Đủ rồi. Mình ăn lúc một lần ba cái sau này mình không có lo sợ. Không có lo lắng. Chính xác đủ rồi. Hết xui nha mày. Chưa. Bạn còn ăn một cái tát nữa, mới có hai cái thôi. Ủa cái gì vậy? Ba cái rồi. Ba cái rồi. Mày biết đếm không? Mày biết đếm không? Tăng ba cái, hồi nãy mới bắt đầu thành ba cái. Cái cuối là bạn tự kêu. Cô kêu không được hả? Chế hoang mang nhẹ. Ủa bộ, tự nhiên cái chế kêu. Cái là nó phải tát chế cho đúng vậy đó hả? Còn một cái nữa. Mày nói đi, ai là người ta? Sao mày tát chế? Chứ đạp chân em, chân mới làm neo. Mới làm neo luôn. Bà, nhận của chế một lại. Tội nó quá vậy. Chế nể Khoa quá. Khoa nói cái gì cũng đúng hết trơn. Khoa làm ơn, mốt Khoa phán mấy đứa này nè. Phán người khác đi, đừng phán chế nữa. Thôi mà, giờ thấy nó ác rồi. Nhưng mà bạn yên tâm đi.
Sau khi hôm nay bạn ăn ba cái tát, ngày hôm nay bạn sẽ có tình yêu. Khoa, Khoa vừa nói gì? Có tình yêu. Chắc nhé. Mời Khoa ngồi. Lên ngồi Khoa, lên ngồi đi Khoa. Sao? Khoa nói sao nè? Có tình yêu. Tình yêu của bạn, người đó rất là đẹp trai. Trời ơi, đẹp trai kìa. Tập 7 rồi. Xin lỗi ha. Tụi tôi không bao giờ yêu con trai. Ừ. Tụi tôi chỉ yêu phụ nữ thôi. Tụi tôi phải là bờ vai vững chắc cho phụ nữ người ta tựa tầm. Dựa vào. Nghĩ sao? Dựa vào. Nghĩ sao tụi tôi yêu con trai không bao giờ. Bạn đừng có lừa gạt. Là bà sẽ phạt. Bạn cứ lộ đi, bà sẽ độ. Trời quỷ thần thôi. Bà nào ơi trời. Bà nào cứ lộ cái bà độ vậy trời quỷ thần. Tôi nói cho bạn biết nha. Xác nhận một lần nữa cho bạn biết. Xác nhận chị đấy. Em tôi đã đứng trước bàn thờ tổ tiên và xin thề rằng không bao giờ yêu con trai. Xin thề. Trời ơi, trai đẹp vô tới kìa. Làm gì vậy? Trời đẹp. Rút lại lời thề. Phụ lòng tổ tiên. Hôm nay xin giới thiệu với lớp. Đây là anh Linh, anh họ của mình, hôm nay qua giao lưu với lớp. Chào bạn, mình là Thảo. Chào bạn, mình là Cát. Chào bạn, mình là Thúy. Mình là Xuân Nhi. Mình là Xuân Nhi. Mình là Duy. Mà không cùng hệ bên nội. Tí xỉu dần mẹo thình tiền của mùi thân dậu á bóng lộ. Cuối cùng em đã tìm được người đàn ông của đời em rồi. Trời ơi. Cuối cùng thì người có cặp, người có đôi. Chị em mình có nhau. Có nhau. Loạn luôn. Trời ơi, ồn quá. Giới thiệu với mấy anh. Đây mới là người quan trọng nhất của lớp. Anh ta lớn tuổi nhất. Lưu bang 3 năm rồi. Bạch về vị trí. Qua đi, đừng để nó buồn. Thấy ghê quá hả? Trời ơi, qua bên bển đi bà nội. Thương mà. Không cùng đẳng cấp. Cũng được. Không phải dặn vừa đâu. Thôi. Cái gì vậy? Có những điều mình muốn thấy nhưng không bao giờ thấy. Đúng rồi. Còn có những điều người ta muốn cho mình thấy mà mình không thấy thì mình không thấy. Người ta cho mình thấy nhưng mà mình cũng không thấy. Là không thấy. Rồi cái này hết hiểu luôn. Thấy có nghĩa là không thấy. Không thấy có nghĩa là thấy. Thấy là không, không là. Rồi thấy không? Thấy không? Không biết. Trời ơi. Tới đọc cái gì vậy? Tới. Thử dai rớt nữa rồi. Đẹp. Hả? Ô, trai đẹp. Chào bạn, mình tên là Hoài, mình học lớp này. Rất vui được làm quen với bạn. Mình cũng vậy. Chúc ra nói chuyện nha, đi toilet cái. Trời ơi, Mina bị nhập nữa rồi hả? Ủa đây có phải là Mina con của thầy hiệu trưởng không?
Bạn ấy không còn là Mina nữa. Bạn ấy bây giờ là Trúc. Lỗi gì vậy? Thấy cũng bình thường mà đâu gì đáng sợ lắm đâu. Ồ, không có gì đáng sợ hết trơn. Trời ơi, làm quá dễ sợ. Nhất. Được câu hỏi này, chúng ta phải đi gặp một người.